Đây là cá lau kiến. Cá dở ra. Trời ơi. Cá lau kiến này chơi nguyên một cái gì không có mần hả? Cái này nấu với xả hay gì? Đúng rồi, nấu với xả. À, luộc xả. Thì cái này mình mo cái ruột không à? Nguyên con cá vậy nè, nấu cho nó mềm ra. Đó, nguyên con vậy nè. Đó, mua về luộc xả ăn rất là ngon nha. Cái này mà các bạn luộc xả hoặc là các bạn nướng ăn cũng ngon nha. Cái này luộc xả này, luộc xả thì nó gọn hơn. Mình cá này chỉ mo ruột ra, mo ruột ra thế này. Đó, để vào mình luộc thôi. Bỏ nhiều xả vô, càng nhiều xả càng thơm. Này chấm với muối tiêu. Đây. Chấm muối tiêu. Đây nè. Trời ơi, rồi đi nuôi tôm cho ai ạ? Đó. Gấp ăn đi con, gấp ăn đi để tại sao? Rồi chứ làm gì? Lột của ăn gì nè. Lột ăn. Đứng lại á. Rồi tối bộ vô bà không có lấy máy hay gì? Rồi thôi ấy đi rồi nói chuyện về điện. Này luộc chín quá không? Gã chưa? Này luộc luộc đi luộc 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 lại nữa mà. Đây chi gã chưa nè. Ăn đi bạn. Dung bạn ăn Dung. Chúc chúc bà quà. Rồi đi qua anh gặp bà lâu lắm. Không sắp gì lấy mà sao. Cái đầu ngon lắm. Qua cái đầu nghe dữ. Ngon đầu bỏ gì ăn. Đầu bỏ gì ăn. Ngon lắm. Đầu nó béo lắm. Có gì đầu là nó không ăn cá. Không biết ăn cá này. Chưa ăn cốm được. Ăn cá này hả? Không biết ăn cá này là ăn. Cô ăn để cốm ăn rồi là ăn, có gì vậy? Để cốm ăn đi. Cái này cá sấu. Cá sấu con. Để cốm về ăn chơi chơi không buồn miệng. Bà ngoại nó ngủ qua thức. Mày nói cá này bà ăn chuyện xương bà thấy đường ai hả? Trời ơi, cho cá này hả? Để hỏi cái gì vậy? Tôi nói cá lông kiến vậy? Để hỏi bà biết sao cho bà ba con mới ăn rồi. Rồi cá bự. Bà ăn rồi con có lấy cái dĩa cho bà đựng ra không? Để bà ăn mới dễ cùng lớp kiến cắn chết bà. Chết chim bà luôn. Mẹ con ăn được hả? Đầu đấy nó vừa. Qua đây cốm ăn rồi là cốm mấy cái bàn kìa mở ăn kia vui. Đâu có biết con không ăn, biết hả ăn cá này. Kêu ăn mà cho biết. Mà có gì đâu, thấy cá này ta sợ chết mẹ luôn. Mà ăn được thì thịt nó ngọt như thịt gà. Chờ ăn hết con, ăn hết. Đúng rồi. Con nó chạy chưa. Mẹ đầu hồi sáu rồi mẹ. Bà cho bà cái trứng nè bà. Trứng đang nghiêng trứng luôn. Hả? Đúng rồi. Cà phê nó coi nó cà phê say hay cà phê gì ạ? Nè trứng nè, ai ăn trứng không? Trứng hay ha. Đúng rồi, con. Vậy là chắc cà phê say gì vậy? Cà phê say gì vậy? Bán cái phái bản. Uống không? Vì hai kêu cho thử cho liền uống. Ừ. Hôm nay vụ gì
gì bảy chỉ dẫn vụ bài rồi đâu, bả thề bả nghĩ rồi đâu có chơi, có chơi không dính tới bài bạc. Sáu qua đây bả dưng dung với ông Hân chơi tới 1 giờ. Một đêm hả? Ừ. Trời ơi. Mua bả nó không chịu đi, đi bán để ở nhà luôn. Rồi bây giờ ông về bám chơi, Thanh với My nó cấm rồi. Mà giờ ai hỏi con nghe, có mấy người, mấy chị em có chơi vui chơi. Mà chơi làm quá chơi ra chuyện. Giờ anh nó có nói rồi, mẹ chị em á, dẫn chút rồi ra chơi. Bà Bảy thì bởi vì bà kể cho anh Thăm. Sáu hàng không gấp con luôn nha. Ê, bạn mà gấp anh. Gấp. Ok, nhai kìa. Ôi dạy còn đẹp. Cô ăn gấp ăn đi. Không ai ăn hết trơn. Ăn ngon vậy. Ăn cái đầu không vậy? Ủa, chưa đầu béo lắm. Dạ, chưa ăn cái đầu. Chứ ai biết ăn đầu đâu. Béo như gà đó. Béo dữ lắm, cái đầu béo tao cũng phải ăn nữa. Thì tao còn đầu ăn hết. Thấy bằng già mà không làm. Mới cái nhà của ông Dung mà vậy, mưa ướt hết trơn, nguyên ngày hôm qua dọn chết. Bên ơi, cái thằng Lan đâu đi vô nhà đi té chết vậy đâu đi. Làm bên của chị Dung trước vậy hả? Hả? Làm bên chị Dung trước vậy đó hả? Ừ, cái gì trước đó. Nó mau, làm mau, làm có gì qua đó ở. À. Cái nhà này hôm nay chị hai kêu công năng mạng nên đi vô chụp hình bé tủ kìa. Tủ gì đâu. Tủ nó bán được, dễ bán được. Cái đó tủ đó, đồ cổ đó. Thằng đứa chở chợ Tân Bình bán bà nội mày. Chợ lên đó. Nói tháng ta bán đồ này được chưa đắt. Ừ, chỗ bán đồ cũ á. Tại bán kêu mấy người bán thợ mộc á, tao lại tao mua, tao làm lại tao bán rồi con chờ. Thủ nào á? Chụp chụp kìa. 7 cây. Thủ rồi ba rồi chưa. Ừ. Chụp chụp bán máy. Tối. Tối mày nó bụng quá gì ăn 3 con. 4 con luôn. Cái nhà qua ăn chơi không con? Một dầu phi à? Một dầu phi vậy là bằng tàu luộc luôn. Cô làm biết ăn hả? Nó biết ăn. Chị Dung biết ăn không? Trời ơi, cho tốt đâu không ăn là bu. Chá. Đứa bậy là ăn bu rồi. Đồ ô cá này ăn là bụ nhất. Tóc là không biết ăn, phải tập từ từ vậy thôi. Chứ con ăn hồi đó con biết ăn lớn lên tôi muốn đừng chết luôn. Có cái cá là nó tập nó sợ gần chết luôn, nó không còn lên ngồi ăn. Cuối cùng từ 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 tập từ ăn. Hay ăn cơm. Dung ăn không còn nóng nè. Ôi trời ơi. Ăn đi nè. Mới đi ra mà sao phơi đồ tính kia bóng chiên cái cây ra ngoài đây không ở ngoài lộ rồi. Chiên cái cây sầu quần vô trong nhà phơi biết không? Trời mưa gió còn ngoài cây. Ôi. Lâu lâu mới mưa trời cây vô. Không quá trời đâu. Thương quá trời. Trong nhà không có hai bảy cây thân ngủ bút bài. Qua bển thì bà biết nhà. Chú à. Đi nhà không ai chứ không ai nhà. Lan uống gì không Lan? Uống cua lông được không? Cua lông uống được. Thôi được rồi. Thầy làm cái sáu rồi ngờ hơn cô Hân. Cô cha ăn tâm nha. Thì giờ lên trên nhà này ngồi. Ai trời, trên cái gì ta. Tại hãy nói cho miếng gì nè. Ừ, cái 3 kg của muối ngọt. Cá này thì ăn được rồi. Cái dấu mà nó chừng nửa đêm tao mua tao ăn á, tao còn nhiều này nè. Gỡ vô con mày cho nó không về là nó không ăn được. Nhiều. Ô, đừng bỏ nó còn nha. Trứng quá trời nè. Tao ăn nữa nha. Đúng không? Ăn thử cái trứng thì coi ngon không ta? Ăn ngon. Có chịu nó rồi thôi.